Thiên Ân gặp sự cố khi thi trang phục dân tộc tại Miss Grand 2022. Thiên Ân trình diễn bộ cánh lấy cảm hứng từ nghệ thuật tranh trúc chỉ Huế. Tuy nhiên, cô phải dùng tay để xoay phần cánh do mô tô bị lỗi. Tới ngày 20 tháng 10, Thiên Ân cùng dàn thí sinh Miss Grand International 2022, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, bước vào vòng thi trang phục dân tộc. Theo thứ tự tên gọi quốc gia, Thiên Ân là thí sinh trình diễn cuối. Đại diện Việt Nam bước ra sân khấu trong trang phục mang tên trúc chỉ, được lấy cảm hứng từ dòng tranh nghệ thuật xứ Huế. Tranh trúc chỉ vốn lừng danh ở xứ thần kinh, chứa ý nghĩa tâm linh và phong thủy của người Huế, trong đó trúc nghĩa là che trúc, chỉ là giấy. Mẫu thiết kế của tác giả Trần Thanh Tâm có form dáng áo dài cách tân với màu vàng ánh kim chủ đạo, kết hợp phần cánh quạt phía sau có thể xoay tròn khi biểu diễn. Trên sân khấu Miss Grand International 2022, Thiên Ân hoàn thành phần thi suôn sẻ. Tuy nhiên, có lẽ do trang phục nặng và cồng kềnh, những sải bước catwalk cùng thần thái của Thiên Ân chưa thực sự ấn tượng. Ở những giây cuối, cô phải dùng tay để xoay phần cánh. Trước đó, khi trang phục này xuất hiện tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, phần cánh được điều chỉnh xoay tự động, tạo hiệu ứng đẹp mắt hơn. Buổi trình diễn kéo dài 1 giờ, do cựu Hoa hậu Lee Jaxia dẫn dắt, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên ngồi ở hàng ghế giám khảo. Nhìn chung, các thí sinh mang đến một bữa tiệc thời trang sắc màu và đa dạng. Đại diện Thái Lan, Indonesia, Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Trung Quốc, Puerto Rico, Honduras, Campuchia, Brazil được khen trang phục bắt mắt, thiết kế cầu kỳ, nhiều chi tiết. Tuy nhiên, cũng có những thí sinh lựa chọn trang phục đơn giản như người đẹp Hồng Kông, Pháp, Ireland, Hà Lan. Thí sinh Italy gặp sự cố hờ hênh trên sàn diễn bởi chiếc váy rẻ quá cao. Kết quả của giải thưởng phụ này sẽ được công bố ở chung kết. Hiện tại, Miss Grand International còn phần thi bán kết. Chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 25 tháng 10, người chiến thắng sẽ nhận vương miện từ Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Đại diện Việt Nam đoàn Thiên Ân nhiều khả năng sẽ được vào thẳng top 20 nhờ thắng bình chọn. Những gương mặt đang được đánh giá cao gồm người đẹp Indonesia, Brazil, Venezuela, Cộng hòa Séc, Thái Lan, Philippines, Tây Ban Nha, Curaçao.